Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Trong phân khúc dưới 15 triệu đồng, rất là nhiều các bác muốn Ecomart tư vấn cho mình những mã TV QLED phù hợp. Thì ngày hôm nay ở video này, bên em sẽ cập nhật tới cho các bác một số các mẫu TV QLED có giá thành dưới 15 triệu đồng để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Tầm này các bác mua TV thì đang là rất ok. Bởi vì sao? Bởi vì tầm này giá TV đang phù hợp, cũng như là bên em đang có đầy đủ các mã hàng để các bác lựa chọn. Trước tiên để vào nội dung của cái video ngày hôm nay, thì bác nào chưa ấn vào nút đăng ký kênh của siêu thị điện máy Ecomart, các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh ngay để cập nhật những cái thông tin khuyến mại mới nhất, cập nhật những chương trình giảm giá này, cập nhật về các tính năng của sản phẩm, cập nhật về các hướng dẫn sử dụng. Hoặc các bác có thể lưu ngay số điện thoại của Ecomart với số hotline bán hàng là 0974178586 để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc một cách nhanh nhất và tốt nhất các bác nhé. Quay trở lại với nội dung của video ngày hôm nay, thì bên em sẽ cập nhật tới cho các bác một số các mẫu để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Đầu tiên thì sẽ là model 65Q60B của Samsung. Với Q60B này thì đây là model ra mắt vào năm 2022, sản xuất liên tục cho tới nay các bác nhé. Về thiết kế thì với dòng này sẽ có dòng thiết kế Gear Slim, là thiết kế của Samsung với thiết kế TV rất là mỏng cho các bác, tạo đến một cái chiếc TV và nó cực kỳ là nhìn nó rất là sang. Đây các bác có thể nhìn trực tiếp này. Chân thì sẽ là chân ở giữa như này. Với chân ở giữa như này thì nó sẽ tạo điểm nhấn cho chiếc TV, và khi các bác đặt lên trên kệ nó cũng đẹp hơn rất là nhiều so với thiết kế chân hai bên. Thì với kích thước 65 inch này nó sẽ phù hợp với nhiều cái không gian cho các bác, như là không gian phòng khách này, không gian phòng ngủ rộng này, không gian phòng họp này, hoặc là sảnh khách sạn. Màn hình của dòng này thì sẽ là màn hình QLED chấm lượng tử. Với màn hình QLED chấm lượng tử này thì khi mà các bác xem nó sẽ nét gấp 4 lần so với dòng Full HD thông thường. Bên cạnh đó, dòng 65Q60B nó sẽ tái hiện được 100% giải màu cho các bác, tức là giải màu cực kỳ là chân thực và tự nhiên đấy ạ. Với cái công nghệ là công nghệ Quantum Dot này. Bên cạnh đó thì kèm theo cái công nghệ Quantum Dot sẽ là cái công nghệ Quantum HDR. Tức là gì? Tức là nó sẽ có vùng sáng và vùng tối. Thì khi mà các bác xem trên hình ảnh TV, giữa điểm tối và điểm sáng nó có sự liên kết với nhau để làm nổi bật, như các bác có thể nhìn cái bản demo đang chạy đi ạ. Bên cạnh công nghệ về hình ảnh thì chất lượng âm thanh của dòng này nó sẽ là dòng âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Line. Thì với cái âm thanh chuyển động theo hình ảnh thì khi mà có cái hình ảnh hoặc chuyển động ở đâu, âm thanh nó sẽ phát ra ở đó để khớp với hình ảnh và đem đến cho các bác cái chất lượng nghe nó chân thực nhất. Nếu như với dòng TV này, các bác có thể dễ dàng trình chiếu được từ laptop hoặc là từ điện thoại lên TV và chỉ cần thông qua một mạng wifi thôi. Bên cạnh đó thì có thể xem đa màn hình được, tức là xem song song hai chương trình cùng một lúc. Hệ điều hành của dòng TV Samsung này thì sẽ là hệ điều hành Tizen OS 2022 nhé các bác nhé. Các bác có thể thấy ạ. Tích hợp sẵn cho các bác các app như là Netflix này, YouTube này, Vion này. Một các app thông dụng để các bác có thể xem được trực tiếp hoặc là các bác xem qua YouTube. Thì với cái dòng Q60B này, ưu điểm của nó sẽ là dòng điều khiển. Điều khiển của Q60B thì sẽ là điều khiển không cần dùng đến pin. Các bác có thể sạc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, sạc trực tiếp trước TV. Thì đây là một cái điểm rất là ok của chiếc TV Samsung này. Và giá hiện tại của mẫu này bên em đang bán cho các bác là 15.960.000. Các bác sẽ được tặng một dàn loa sau 3 của Samsung và được tặng thêm một năm bài mở rộng. Nếu không lấy dàn loa và không lấy một năm bài mở rộng trừ đi cho các bác, sẽ còn về giá là 14.340.000 các bác nhé. 14.340.000 là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc TV QLED rồi. Bên cạnh mã TV Samsung 65Q60B thì với cái giá thành mà dưới 15 triệu, các bác cũng có thể tham khảo thêm dòng TV QLED
của thương hiệu TCL. Mã 65 inch của TCL dưới 15 triệu thì sẽ là dòng 65Q646. Với mã 65Q646, đây là model của năm 2023. Xuất xứ sẽ là tại Việt Nam. Về thiết kế của mã Q646 này, nó cũng sẽ thiết kế tương đối là mỏng. Thiết kế tương đối là mỏng các bác nhé. Bên cạnh đó thì chân sẽ là chân kim loại và là chân chữ V hai bên. Thiết kế cho các bác là thiết kế tràn viền ba cạnh. Với mẫu QLED của TV TCL này, với chất công nghệ hình ảnh thì nó cũng sẽ hiển thị 1 tỷ sắc màu cho các bác. Và với cái chất lượng hình ảnh, nó sẽ lên tới cho các bác là 450 nit. Ngoài ra 100% sẽ hiển thị giải màu. Còn hệ điều hành của nó sẽ là hệ điều hành Google TV. Đây ạ, các bác có thể nhìn các ứng dụng được tích hợp sẵn ở trên đây. Bên cạnh đó thì công nghệ âm thanh của nó sẽ là công nghệ âm thanh Dolby Atmos, tức là công nghệ âm thanh vòm, sẽ đem đến cho các bác cái chất lượng âm thanh như ở trong rạp chiếu phim. Với dòng này thì tần số quét sẽ lên tới cho các bác là 120Hz. Thì khi mà các bác xem đá bóng này, hoặc là khi các bác chơi game thì cái chuyển động của nó rất là mượt. Với dòng này thì cũng là dòng có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt cho các bác rồi. Và với mã này bên em đang bán cho các bác là 14.690.000. Các bác được tặng một chiếc quạt và được tặng 1 năm bài mở rộng. Nếu không lấy thì trừ đi sẽ là 860.000, sẽ còn về giá cho các bác là 13.830.000, là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc TV 65Q646 rồi. Thì để lựa chọn giữa mã 65Q60B và mã 65Q646 thì nếu như bác nào thích màu sắc TV của nó tươi sáng, màu sắc nó rực rỡ và thích điều khiển dòng không cần dùng đến pin và thích cái hệ điều hành Tizeno S thì các bác lựa chọn TV Samsung. Còn nếu bác nào thích model mới của năm 2023, thích tần số quét là 120Hz và thích chân của nó là chân chữ V như này và thích công nghệ loa là công nghệ loa Dolby Atmos thì các bác lựa chọn sang dòng TV 65Q646. Nói chung là để lựa chọn giữa hai mã này, nó sẽ còn phụ thuộc vào cái nhu cầu cũng như là phụ thuộc vào cái sở thích của các bác. Còn về cái giá tiền của nó đang là tương đương nhau các bác nhé. Thì các bác muốn tư vấn chi tiết cụ thể hơn, các bác có thể để lại bình luận tại điểm máy Ecomart hoặc các bác gọi điện trực tiếp tới hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 để bên em tư vấn và hỗ trợ gia đình nhà mình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.